trong chương trình Tạp chí S Việt Nam cuối tuần. Quý vị và các bạn thân mến, có một nơi rất giàu về truyền thống văn hóa lịch sử mà đã từ lâu Vũ và Vân muốn giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, đó chính là mảnh đất Phú Thọ. Đúng vậy, Phú Thọ đó chính là vùng đất tổ với rất nhiều những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của Việt Nam. Ngoài ra nơi đây còn được thiên nhiên ban tặng cho rất nhiều những phong cảnh đẹp. Và chắc chắn vùng đất này sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm du lịch vô cùng thú vị. Phú Thọ là một tỉnh thuộc trung du miền núi phía Bắc, là vùng đất cổ, nơi đây gắn liền với huyền thoại về dòng giống tiên rồng của dân tộc Việt Nam, cũng như lịch sử dựng và giữ nước của 18 đời vua Hùng. Mảnh đất này trải qua mấy ngàn năm lịch sử, còn tồn tại và lưu giữ rất nhiều giá trị thiên nhiên và nhân văn vô cùng phong phú, là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm và khám phá. Phú Thọ với trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Việt Trì, cách thủ đô Hà Nội 80 km và sân bay quốc tế Nội Bài 50 km. Vì vậy, nếu lấy Hà Nội là điểm xuất phát thì phương tiện di chuyển đến Phú Thọ rất linh động. Nếu bạn còn trẻ và thích sự khám phá nên lựa chọn một chiếc xe máy để có thể tận hưởng hết được vẻ đẹp thiên nhiên cũng như tìm hiểu được những điều thú vị xung quanh cuộc sống của người dân. Còn nếu bạn đi cùng gia đình hoặc một nhóm bạn thì có thể thuê ô tô. Giá thuê xe ô tô cho một chuyến đi cũng khá hợp lý, với mức giá trung bình là 1.500.000 đồng cho xe 7 chỗ ngồi trong một ngày. Vũ có thích nghe hát không? Đương nhiên rồi, Vũ rất thích hát và thích được nghe hát. Nhưng mà tại sao Vân lại hỏi vậy? À, bởi vì là Vân đang định giới thiệu cho Vũ một vùng đất mà ở đó có nghệ thuật hát đối đáp, giao duyên theo phong tục nước nghĩa của trai gái Việt Mường. Này này này, Vân cho Vũ hỏi nhá, cái phong tục nước nghĩa nó là cái phong tục gì? Tức là hát giữa các thôn làng kết nghĩa với nhau ý. Vũ đã nghĩ ra đây là loại hình nghệ thuật nào chưa? Hát gì nhỉ? Đó là hát ghẹo. Đây là một sản phẩm giá trị về tinh thần và văn hóa chung của hai dân tộc Việt Mường, duy nhất còn tìm thấy ở Phú Thọ đấy. Là một lữ khách yêu thích khám phá những nét văn hóa độc đáo trên khắp các vùng miền, có một nơi mà MC Mạnh Tùng rất muốn được ghé thăm và trải nghiệm. Nếu bạn đến thôn Nam Cường thì không nên bỏ lỡ một lối hát giao duyên vô cùng đặc sắc ở nơi này. Ta lên đền chùa đi các bà đi. Như đã hẹn, Mạnh Tùng được tham gia một buổi hát ghẹo của bà con thôn Nam Cường. Mời các chị khoan chào. Khoan em chưa nhận dầu, em xin bày tỏ vài câu tâm tình, hứa rằng chị cứ đó đi, em xin giảng dạy vân vi chị thường. Ở đây là người ta mời chầu, để trong cái mời chầu thì nữ phần muốn hát còn muốn đố, đố trong dáng được thì cứ nhận chầu với anh chầu. Đối với người dân thôn Nam Cường, miếng trầu và tục mời trầu cũng có những nét rất riêng. Mời chị xây trầu ạ. Khoan khoan em chờ nhận trầu, để em xin đố vài câu tâm tình. Thưa rằng chị cứ đố đi, em xin giảng giải vài câu chị tưởng. Mình cũng giỏi phết đấy chứ. Tập một lúc mà hát lại được ngay. Đố đi để anh trả lời. Khi đến tham gia một buổi hát kẹo, bạn cũng sẽ có những trải nghiệm bất ngờ nhưng không kém phần thú vị như anh chàng Mạnh Tùng. Quả khế 5, 6, 7 khe, quả na 9 đét như đe lò rèn. Quả mận kẻ ước người ao. Quả gì? Đố sao khó quá anh thu em rồi. Khó quá, nhiều quả quá rồi không nhớ ra hết được. Những câu hát giao duyên mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm, sự sáng tạo của người dân. Và các bạn hãy đến với Nam Cường để có những trải nghiệm tuyệt vời này. Có một địa điểm mà ai đã đặt chân đến Phú Thọ không thể không ghé thăm, đó là khu di tích Đền Hùng, di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia. Toàn bộ khu di tích có 4 đền, 4 chùa và 1 lăng, hài hòa trong cảnh thiên nhiên, có địa thế cao rất ngoạn mục, hùng vĩ. Nếu bạn muốn du lịch nghỉ dưỡng, hãy đến thăm khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy. Với diện tích 87 hectare, nằm ở phía tây bên bờ sông Đà, bạn sẽ được hòa mình vào dòng nước khoáng thiên nhiên, cảm nhận không khí trong lành. Một địa danh mà các bạn nên đến thăm đó là đầm Ao Châu thuộc huyện Hạ Hòa, cách thị xã Phú Thọ 50 km, cách thành phố Việt Trì 70 km.
đầm Ao Châu được coi là một hạ long trên đất Phú Thọ. Này Vũ này, ở Phú Thọ ấy có một loại hình nghệ thuật rất đặc sắc có từ thời vua Hùng dựng nước này, và năm 2011 thì đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Đố Vũ biết đấy là loại hình nghệ thuật gì? Vân lại định thử tài hiểu biết của Vũ gì? Tuy nhiên ấy, trước khi Vũ trả lời thì Vũ phải được biết rằng là nếu như Vũ trả lời đúng thì liệu có được phần thưởng hay không? Vũ chỉ có thế là nhanh thôi. Thôi được rồi, bây giờ Vũ cứ trả lời đúng đi rồi Vân sẽ tặng cho Vũ một món quà. Nhớ đấy nhá. Thế nhá. Hứa. Nghe đây này, câu trả lời của Vũ đó chính là nghệ thuật hát xoan. Ôi, hóa ra Vũ cũng biết à? Quá chuẩn luôn. Vũ biết câu trả lời, tuy nhiên thì thực tế thì Vũ không hiểu nhiều lắm về hát xoan. Bây giờ chắc chắn là rất cần Vân phải nói cho Vũ biết nhiều hơn về loại hình nghệ thuật rất đặc sắc này. Hát xoan là loại hình dân ca nghi lễ gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và đời sống sinh hoạt của cư dân trồng lúa nước vùng Trung Du, tập trung chủ yếu trên vùng đất Phú Thọ. Hát xoan được sáng tạo, tồn tại lâu dài và được nhiều thế hệ ưa thích, trân trọng, giữ gìn. Bởi đến nay, các nghệ nhân lớn tuổi vẫn đang tiếp tục phát huy và truyền dạy nghệ thuật hát xoan cho thế hệ trẻ. Sự độc đáo của loại hình nghệ thuật này đã thu hút MC Thanh Vân khám phá và trải nghiệm. Và hôm nay thì Thanh Vân đang rất may mắn được có mặt trong một buổi mà cô Lịch vẫn thường xuyên dạy các bạn trẻ trong làng hát xoan. Thì trong hát xoan, phần hát các nghi lễ và phần hát quả cách thì đều hát trong lòng đình. Còn riêng cái phần hát hội là lại hát ở ngoài sân đình. Cô ơi, cô có thể cho con hỏi là sao lại có những cái động tác như thế này để đi kèm với hát xoan? Tại sao tay lại phải uốn như thế này? Để tỏ lòng tôn kính nghi lễ với vua Hùng. Cháu rất là muốn học thử một cái làn điệu hát xoan. Cô có thể dạy cho cháu một đoạn đơn giản nhất đúng không ạ? Chi mà chi ơ xe, ô giang là xe chi, ô giang là xe chi. Ta bớ dù hời này ta dù hời qua nó chi xe là chi ơ xe. Vâng, tức là từng cái động tác thì nó đều gắn với những cái câu hát đúng không ạ? Với câu hát, công việc làm hàng ngày của người nông dân. Vân thử hát lại cho cô nghe xem là có chuẩn không nào. Nhưng mà cháu không nhớ lắm ạ. Bây giờ chỉ hát một đoạn thôi mà. Chi mà chi ơ xe, ô rằng là xe chi, ô rằng là xe chi, ta bớ du hơi. Rồi, rất là tốt. Đến với các phường hát xoan, các bạn cũng sẽ cảm nhận được sự sáng tạo trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân đất tổ Phú Thọ và hiểu được tại sao loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này được UNESCO đánh giá và vinh danh. Ui giời, hóa ra là Vân đã từng được đến Phú Thọ để thưởng thức trải nghiệm nghệ thuật hát xoan. Thảo nào tự tin đố mình thế. Tất nhiên rồi, đó là một điều vô cùng thú vị đối với Vân và đó cũng chính là món quà mà Vân dành tặng cho Vũ đấy. Mà Vũ còn được biết là Phú Thọ còn là vùng đất là nơi cư trú của hơn 30 dân tộc anh em, Tây, Nùng, Thái, Dao, rất nhiều nữa. Và mỗi một dân tộc anh em sẽ góp thêm một nét văn hóa đặc sắc cho vùng đất này. Đó chính là điều mà Vũ đang muốn nói tới. Dân tộc Mường ở Thanh Sơn, Phú Thọ thì có một tục rất là thú vị, rất là độc đáo, thường được tổ chức vào dịp Tết này, cưới hỏi này, hội mùa này. Đó chính là tục đâm đuống. Văn hóa truyền thống của đồng bào Mường rất phong phú và đa dạng, bên cạnh đó còn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Chính điều đó đã thôi thúc MC Mạnh Tùng đến Mường Vác, huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Tại đây, MC Mạnh Tùng đã được tham dự một buổi hòa nhạc vô cùng thú vị. Cái này là cái đuống, nhiều cái này là cái chày. Dạ. Cái chày thì con biết rồi, thế cái này gọi là đuống à bà? Hay quá nhỉ. Có thể các bạn không tin, thế nhưng đây chính là những công cụ được sử dụng cho buổi hòa nhạc buổi sáng ngày mai. Một buổi hòa nhạc với chày và đuống. Nếu các bạn muốn tham gia buổi hòa nhạc ngay từ khi mới mở màn như Mạnh Tùng, thì hãy ngủ lại nhà người dân một buổi tối. Các bạn sẽ cảm nhận được sự chân thành, mến khách của người dân. Buổi hòa nhạc mà tôi nói tới chính là tục đâm đuống của bà con Mường Vác. Điều đặc biệt đó là chỉ những người phụ nữ trong làng mới được tham gia. Bà cho con giã thử cho kiểu của bà các bạn xem có làm được chưa nhá. Năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? 75. Tôi cầm hai cái này mỗi cái nặng khoảng 5 cân mà bà gõ rất là nhẹ nhàng và đơn giản.
Khi lệnh chạm đuống phát ra, người cao tuổi nhất lao cả hai chày vào lòng đuống lấy nhịp. Mọi người quanh đuống cùng một lúc phụ họa, khua vào thành đuống tạo nên âm thanh nhộn nhịp, rộn rã. Không chỉ giã gạo ở nhà, những người phụ nữ ở Mường Vác còn tổ chức những buổi giã gạo ngoài trời để chuẩn bị cho những lễ hội hoặc sự kiện của làng. Nhìn khuôn mặt của Mạnh Tùng, có thể thấy sự hào hứng, ngạc nhiên của anh khi được trực tiếp học giã gạo và tìm hiểu về những điều xung quanh phong tục này. Phục vụ đám đuống này là phục vụ cho cái đám cưới này, với lại ngày xuống đồng này. Có việc xấu thì là ví dụ như là cháy nhà. Cháy rồi. Tục đâm đuống của đồng bào Mường Phú Thọ là một tục lệ đẹp, thiết thực, biểu hiện tấm lòng trân trọng thành quả lao động của con người trong sản xuất nông nghiệp và sự đoàn kết giữa người với người trong bản Mường. Vũ này, trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh ấy, người ta có nhắc đến những con vật rất là lạ kỳ, ví dụ như là voi chín ngà này, chín này, ngựa chín hồng mao này. Theo Vũ thì có những con vật đó thật không? Voi với ngựa thì Vũ không biết. Tuy nhiên thì gà chín cựa thì chắc chắn là có. Ở đâu? Ở một bản người Dao ở Xuân Sơn, Phú Thọ đang tồn tại loại gà huyền thoại này. Và người dân ở đây thì cũng có một cách rất đặc biệt để bắt được gà chín cựa. Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm trên hệ thống núi đá vôi, có độ cao từ 700 tới 1.300 mét. Vì vậy, nhiệt độ khá lạnh. Đến thăm những bản người Dao ở đây, bạn nên mặc áo khoác ấm. Và để tìm hiểu loại gà chín cựa, bạn nên gặp những người đàn ông nhiều kinh nghiệm đi săn trong bản. Rừng Xuân Sơn là khu rừng với hệ sinh thái phong phú, nơi đây có cánh rừng trò chỉ đẹp nhất nhìn Tây Bắc. Vào sâu trong rừng, Vũ Hiệp cùng chú Hiển bắt đầu đặt bẫy. Loại gà chín cựa sống trong rừng sâu rất tinh danh và khỏe. Cháu không hiểu là cái bẫy này nó bắt gà thế nào. Nếu mà đặt vào đây thì coi như là nó sập lên ngay thôi. Chú thử đi. Đây này. Đấy. Luôn thôi. Nhìn cái tay chú này. Đây này. Với một cái sợi cước đã chập đôi như này mà bị mắc chân vào thì đúng là rất khó gỡ đúng không? Khó gỡ lắm. Chú ơi, thế con gà mà chín cựa ở trong bản mình thì đã xuất hiện lâu chưa? Xuất hiện lâu rồi, từ ngày xưa. Sau khi đặt bẫy, hai chú cháu ngồi đợi gà chín cựa sập bẫy. Nhưng không phải cuộc đi săn nào cũng thành công. Và chính nhờ đó mà anh chàng MC Vũ Hiệp đã được trải nghiệm một cách săn rất lý thú, đó là bắn cung và vồ gà. Chú có thể đếm ở đây bao nhiêu cựa không? Mà chú nhìn này, có một cái cựa cái cho thấy, ôi, nó còn cứng như là một cái sừng nhỏ ấy. Một ngày đặt bẫy bắt gà đã mang lại cho tôi những trải nghiệm hết sức thú vị. Nó giúp tôi hiểu thêm về cách người Dao nơi đây sống dựa vào rừng núi, cũng như hiểu thêm về giống gà chín cựa độc đáo này. Ngoài đặc sản gà chín cựa ra thì Phú Thọ còn có những món ăn gì đặc sắc nhỉ? Ui, nhiều lắm, bây giờ mà Vũ kể ra thế nào Vân cũng lại thèm. Kể đi, đang đói đây. À, Vân phải biết không, Phú Thọ ấy, đầu tiên về mặt địa hình thì rất là phong phú này, có đồi núi, trung du, đồng bằng, lại còn có thêm rất là nhiều dân tộc anh em, thế nên có rất là nhiều đặc sản. Phú Thọ có một số sản vật địa phương khá đặc biệt như bưởi Đoan Hùng, loại bưởi có tép nhỏ, quả nhỏ, vỏ héo mềm, mọng nước, ngọt và mát, là đặc sản bưởi vùng trung du Bắc Bộ. Vùng đất rừng cọ đồi chè Phú Thọ sản sinh được đặc sản địa phương bao gồm chè, quả cọ. Thịt chua làm từ thịt lợn lên men bằng tính gạo tại huyện Thanh Sơn là những món ăn được biết đến không chỉ trong tỉnh. Với dòng chảy văn hóa cội nguồn thì Phú Thọ là một vùng đất rất giàu truyền thống và đặc biệt là có nhiều danh lam thắng cảnh và những lễ hội đặc sắc. Chính điều này đã làm nên những nét rất đặc biệt cho vùng đất tổ linh thiêng này. Và các bạn hãy tự mình tham gia vào những chuyến hành trình đến với vùng đất Phú Thọ và tự mình trải nghiệm những gì tuyệt vời nhất mà mảnh đất này mang lại. Chúc các bạn sẽ có những chuyến du lịch thật tuyệt vời của riêng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.